Tiếp theo, bài Cả nhà thương nhau trên giọng pha trường, gồm từ nốt đô cho đến nốt đô, 8 nốt nhạc, trong đó có nốt màu đen này, ta gọi nốt này nốt si dáng. Bắt đầu từ nốt pha. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Tiếp đến tôi sẽ đánh mổ cò cho các bạn nhìn cho rõ. Fa fa fa, re fa son fa re, re son son fa son do la, fa son si dáng, son si do do, la son la do, do son fa fa. Bây giờ là đánh ngón tay chuẩn. Fa fa fa, re fa son fa re, re son son fa son do la, fa son si do la son la do, do son fa fa. Chúc các bạn thành công.